Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Nam mô thập phương thường trụ tam bảo. Cuối lại đấng tam giới tôn, quy mạng cùng mười phương Phật. Con nay phát nguyện rộng thọ trì kinh thiện ác nhân quả. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam độ, nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề. Hết một bảo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật pháp thẳm sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe đặng chuyên trì tụng nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô đạo tràng thuyết kinh hội thượng Phật Bồ Tát. Phật nói kinh thiện ác nhân quả, chính tôi được nghe một thời Đức Phật ở nước xa về, tại vườn ông cấp cô độc rằng cây thái tử kỳ đàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn thuyết pháp có vô lượng Bồ Tát, trời người đại chúng vây quanh. Yên lặng một lòng nghe nhận, lúc ấy A Nan, vì chúng sanh nên bạch Phật rằng: Kính lại Đức Thế Tôn, nay thấy thế gian cùng một dòng sinh trong đạo người. Có người đẹp kẻ xấu, người mạnh kẻ yếu, người nghèo kẻ giàu, người khổ kẻ vui, người sang kẻ hèn, âm thanh bất đồng ngôn ngữ khác nhau. Có người sống lâu trăm năm chẳng chết, có người 30 tuổi đã tử vong, kẻ 15 tuổi chết yểu, cho đến trẻ nhỏ bị bào thai đọa lạc. Có người đoan chính, có kẻ bần hàn, có người xấu xí mà giàu sang, kẻ rất mạnh khỏe mà thấp kém, có người nhu nhược mà lên ngôi cao, có người khổ mà sống lâu, kẻ vui mà chết sớm, có người làm lành mà hay bị nhiều điều khốn quần, có kẻ làm ác
lại gặp phúc lời. Kẻ béo trắng lại mắt lát, kẻ xanh đen lại tươi đẹp. Có người tuy lùng bé mà có đủ ý chí cao thượng. Có người tuy cao lớn mà phải làm đứa ở đây hèn. Có người nhiều con trai con gái. Có kẻ cô đơn một mình, có kẻ ly gia hương. Đôi rét lang thang, có kẻ được vào cung vua ở triều ăn mặc tha hồ. Có người lúc trẻ thì nghèo hèn, đến lúc già lại giàu sang. Có người thật là vô tội, bị bắt bớ giam hàm trong tù ngục. Có nhà cha từ con hiếu luận kinh giảng nghĩa, có nhà anh em bất hòa đấu tranh ngang trái. Có người nhà cửa đàng hoàng gia sản đầy đủ, có kẻ không nhà không cửa. Nay đây mai đó gửi thân nơi đất khách quê người, sống một cách phiêu lưu khốn cực. Có người ở như tổ quà, hán hưu giống loài ly thu. Cũng có hán người ăn thịt sông, uống máu tươi, mặc áo da lông không biết vẫn từ. Có người an nhàn hưởng phúc bao, có kẻ đi làm mướn không ai thuê. Có người thông minh cao sang, có kẻ dục nát ngu si. Có người kinh doanh mới được, có kẻ chẳng cầu tiền của tử đem lại. Có kẻ giàu mà tham sen, có người nghèo lại rộng lòng bố thí. Có người lời nói ngọt ngào, có kẻ tiếng nói ra như gai góc. Có kẻ được nhiều người ái kinh, có kẻ bị mọi người xa lánh. Có người khoan quảng loại đắc nhân tâm. Có kẻ bị dân chúng bỏ rơi, có nhà nàng dâu mẹ chồng ghét nhau. Có nhà chị em dâu vui vẻ hòa hợp. Có người ham nghe pháp ngữ, có kẻ nghe kinh buồn ngủ. Có hạng vũ phu vô lệ, có người hiểu học văn chương. Có kẻ hay bắt chước gián điệu những loài súc sinh. Cuối sinh Đức Thế Tôn nói rộng nhân quả cho đại chúng đây nghe. Mà nhất tâm tòng thiền, lúc bây giờ Đức Thế Tôn bảo A Nan rằng: Như ngươi hỏi ta, chúng sanh thọ bao bất đồng, là do đời trước dụng tâm khác nhau, vì thế cho nên muôn vàng sai biệt. Người đời nay được tâm thân đoan chánh là do đời trước ở trong đạo người tu hành nhẫn nhục mà được.
Kẻ bị thân hình xấu xí là do ở trong đạo người có tính tham sèn, người đời nay được cao quý. Là đời trước hay bay lễ chư Phật mà được, người đời nay bị hạ tiền là do đời trước hay có tính kiêu mạn. Người to lớn là do đời trước có tâm cung kính, kẻ bị lùng thấp là do đời trước mạn pháp. Kẻ ngang tàn ương ngạnh là do đời trước làm kiếp dê mà lại, kẻ bị đen xấu là do đời trước che ánh sáng của Phật, kẻ bị cứng lưỡi là do đời trước nếm trái thực mà lại, kẻ bị đỏ mắt là do đời trước sen tiết ánh sáng, người đuôi mắt là do đời trước hay khâu mắt chim ưng. Người đời nay câm ngọng là do đời trước hay phỉ ban chánh pháp. Người đời nay điếc lát là do đời trước chẳng vui nghe pháp. Người khuyết răng đời nay là do đời trước ham ăn xương thịt. Người tắt mũi đời nay là do đời trước đốt hương bất hảo cúng Phật. Người sức môi đời nay là do đời trước hay đâm thọc sâu thùng mang hoặc môi ca. Người vàng da là đời trước hay cạo lông lờn, người cắn tay là do đời trước hay dùi thủng tay sinh vật, kẻ trần hình là do đời trước hay mặc áo mỏng vào trong chùa đứng trước thánh tượng Phật. Người sắc đen đời nay là do đời trước để tượng Phật ở mấy hiên làm khói sông tường. Người đời nay bị đi kẹo chân là do đời trước thấy bậc sư trường không đứng dậy. Người đời nay bị lưng còng là do đời trước mặc áo mỏng ra vào quay lưng vào tượng Phật. Người bị trang thấp hoặc bớt là do đời trước thắng Phật chẳng lễ lại cầm tay gõ trang. Người đời nay rụt cổ là do đời trước thấy các vị tôn trưởng rụt đầu chạy trốn. Người đời nay đau tim là do đời trước hay đâm chém thân thể chúng sinh. Người đời nay bị bệnh ho suyền là do đời trước ngày mùa đông da rét cho người thức ăn lành. Người đời nay không có con là do đời trước hay bắt chim non giết thịt người lắm con là do đời trước hay nuôi dưỡng các sinh vật. Người đời nay sống lâu là do đời trước có từ tâm. Người đời nay chết non là do đời trước hay sát sinh. Người đời nay giàu to là do đời trước hạnh bố thí. Người đời nay có xe ngựa là do đời trước
cúng dâng tam bảo bằng xe ngựa. Người đời nay thông minh là do đời trước ham học ca và tụng kinh, người đời nay ám động là do đời trước làm súc sinh mà lại, người đời nay làm tôi đòi là do đời trước nghèo mà ham tích. Người đời nay hay nhảy nhót quay cuồng là do đời trước kiếp khỉ mà lại, người đời nay bị bệnh hủi là do đời trước hay phá hoại tam bào, người đời nay tay chân vặn vẹo là do đời trước hay trói chân tay chúng sinh, kẻ đời nay có ác tính là do đời trước làm kiếp răng rết bò cạp mà lại, người đời nay sao căn được đầy đủ là do đời trước chăm giữ giới, người đời nay các căn không được đầy đủ là do đời trước phá giới mà lại, kẻ đời nay hay ăn ở bẩn thỉu là do đời trước làm kiếp lẫn mà lại. Kẻ đời nay ham mua hát là do đời trước làm nghề mua hát ả đầu phượng treo mà lại, kẻ đã tham đời nay là do đời trước làm kiếp chó mà lại, người đời nay có búi thịt đeo lủng lẳng ở cổ là do đời trước hay ăn một mình, người đời nay bị mồm hôi thối là do đời trước hay mắng chửi rủa xả mà lại, kẻ đời nay không có nam căn là do đời trước hay thiên chó lẫn mà lại, kẻ đời nay ngăn lưỡi nói ngọng là do đời trước ngồi ở chỗ vắng hay mắng nhiếc các bậc tôn trường, kẻ đời nay ham thông dâm với người ta chết đó làm loại ngang dịch, kẻ đời nay hay thông dâm với chính thò họ thân chết đó làm chim công chim sẻ, kẻ sen tiết kinh thư che dấu trí huệ không chịu nói cho người chết đọa làm loài trùng ăn đất ăn gỗ, kẻ hãy đeo cung tên súng đạn cởi ngực chết đọa trong loài lục di mượn mang mỏi rợ, kẻ ham sát sinh chết đọa vào trong loài lang thú, kẻ hãy đeo tràng hoa chết đọa vào loài trùng tái thân, kẻ hay mặc áo dài lướt thượt chết đọa làm con trùng đuôi dài, kẻ hay nằm nằm chết đọa sinh vào trong loài lợn, kẻ ưa thích mặc áo sặc sỡ có sắc lòe loẹt chết đọa làm loài chim loan lộ, kẻ hay nhài tiếng người quắc hài hước điểu người chết đọa làm loài chim vẹt, kẻ hay chê diễu người chết đọa làm loài trăng rắn ác độc, kẻ hay làm buồn não người chết đọa làm loài trùng áo nào.
Tạm người hay tuyên truyền điều ác cho người, ta tin chết đọa làm loài chim cú chim cắt. Người hay nói làm cho người ta bị ương quả tù tội, chết đọa làm loài thú giả hồn. Kẻ hay làm cho người ta sợ hãi kinh khủng, chết đó làm loài hữu nay. Người đời nay sinh dạo loài có móng như móng ngựa, đời trước ham phong hạ khi, đời nay làm loài trùng khí bàn, đời trước dùng cối giả của tăng chúng, đời nay bị làm loài trùng gật đầu. Đời trước buộc người ta phải ăn dè sen, nghĩa là bớt ăn của người, đời nay làm con mọt gẫm gồ. Làm thân cá dài, đời nay là do đời trước ăn dùng nước của chư tăng, làm bẩn đất chúng tăng phải đọa làm loài trùng ở chốn bần, lấy trộm quả trái của chúng tăng phải đọa làm loài trùng ăn bùn đất. Loài trâu loài lừa kêu coi nghiến là do đời trước làm người ăn trộm của chúng tăng, đời trước cưỡng xin của tăng, đời nay làm loài chim bồ câu trăng. Đời trước nhục mạ chúng tăng, đời nay phải làm loài trùng ở cổ trâu. Ăn rau của tăng phải đọa làm loài sâu ở các thứ rau đăng. Ngồi giường của tăng phải làm loài lương loài ngền, dùng các đồ vật của tăng phải đọa làm loài thiếu thân, đinh cốt bãi vào chùa nay phải đọa làm chim dài mò. Mặc áo vằn khoai bôi phân đánh mũi son vào chùa, nay phải đọa làm chim đỏ mò. Mặc áo sặc sỡ vào chùa, nay đọa làm loài chim lệ. Đời trước vợ chồng nằm ngủ với nhau ở trong chùa, đời nay phải đọa làm loài trùng thánh đầu thai. Ngồi hoặc đạp vào tháp thờ Phật đời trước, đời nay phải đọa làm loài lát đà. Đời trước đi giày dép vào chùa hoặc tịnh xá, đời nay phải đọa làm loài ếch, ngoài chảo chuột vân vân. Đời trước nghe thuyết pháp mà nói chuyện làm ồn, đời nay phải đọa làm loài chim bách thiệt. Làm ô uế tình hạnh của tăng ni, chết đọa vào địa ngục thiết quật. Có trăm muôn dòng đau bay xuống một lần chém tan thân thể. Khi đó A Nan bạch Phật rằng: Lại Đức Thế Tôn, theo như lời Phật nói, phạm vào của chúng tăng thật là tội nặng. Nếu như thế thì bôn chúng đàn việc làm sao đến chùa mà cung kính lễ bái được. Phật nói: Người đến chùa tăng có hai thứ tâm, một là thiện tâm, hai là ác tâm. Người đến chùa tăng thấy Phật thì lễ bái, thấy tăng thì cung kính.
Thỉnh kinh hoái nghĩa và thọ giới sám hối, bỏ tiền của ra xây cất chùa chiền, kiến lập tam bảo không tiếc thân mạng, hộ trì chánh pháp. Những người như thế cất chân một bước, tức là bước lên thiên đường, đời vị lai hưởng phúc như cây bồ đề già, đó gọi là người tối lương thiện vậy. Thế nào là ác tâm? Có những chúng sanh khi tới chùa chỉ nhìn xin chúng tăng như là đòi mượn tiền của, hoặc chỉ trích chư tăng vạch to những lỗi lầm chuyên chủ phá hoại mà thôi, hoặc ăn của tăng không có thẹn hổ, nào bánh quả rau đầu cấp mang về nhà. Những con người như thế chết đọa vào địa ngục thiết hoàng, vạt nước sôi lò than núi đau rừng kim, phải chịu bị trừng phạt đó, tức là kẻ tối hạ ác nhân vậy. Phật lại dặn A Nan rằng, phải răng bảo cho đệ tử của ta, đời mai sau khi đến chùa phải cẩn thận chớ phạm của tam bảo, phải gắng sức tôn sùng thành thật chớ có thoái tâm. Nghe theo lời Phật tới khi ngài Di Lặc xuất thế, quyết định được độ thoát không nghi ngờ. Phật nói đời nay cướp lộc áo của người ta, chết đọa vào địa ngục hàng băng, sau đọa làm loại tầm bị người ta nung nâu kéo tơ. Đời nay chẳng muốn đốt đèn xoay kinh, cũng tưởng chế đọa vào địa ngục hắc ngam, trong nuôi thiết gì. Đời nay làm kẻ đồ tế mộ giết chúng sinh, chết đọa vào trong địa ngục đau kiếm thù. Đời nay hay đi săn băng, quýt chó thả chim ưng làm mồi, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết cư. Đời nay hay làm hạnh tà dâm, sau khi chết đọa vào trong địa ngục đồng trụ thiết sàng. Đời nay cưới nhiều vợ, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết khải. Đời nay lấy nhiều chồng, sau chết đọa vào địa ngục độc xà. Đời nay hay thui luộc gà, sau khi chết đọa vào địa ngục hôi hà. Đời nay hay cạo lông lần, dặn lông gà, sau khi chết đọa vào địa ngục quạch than. Đời nay hay hoàng thiện cho lợn, sau khi chết đọa vào địa ngục tim thành. Đời nay hay uống rượu say, khi chết đọa vào địa ngục uống nước đồng. Đời nay hay bầm chém chúng sanh, sau khi chết đọa vào địa ngục thiết luân. Đời nay lấy trộm quà của chúng tăng, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết hoàng. Đời nay hay làm ăn ruột thịt chó lần, khi chết đọa vào trong địa ngục phân nước dài.
Đời nay làm mẹ ghẻ cay nghiệt với con vợ, cả sau khi chết đọa vào trong địa ngục quá xa. Đời nay hay nói lưỡi đôi chiều, làm cho người ta ẩu đả nhau, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết lê. Đời nay hay nói thiêu dệt hạ nhục người, sau khi chết đọa vào trong địa ngục bát thiệt. Đời nay hay nói dối, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết châm. Đời nay hay sát sinh cung tế tà thần, sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đôi. Đời nay làm bà đồng khi lên đồng giả, làm lời nói của quỷ thần để dối lừa người ta lấy tiền của. Sau khi chết đọa vào địa ngục nhục sơn. Đời nay làm bà đồng nhắm mắt nhìn xuống đất, dối người trên trời lấy thần hồn. Kẻ đó sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm yêu. Đời nay làm bà đồng báo người sát sinh cung tế, để cầu ông thần lớn hoặc học ngũ đạo thổ địa. Thổ công, ông hoàng bà chúa, cả như thế đều làm lừa dối kẻ ngu lấy tiền. Sau khi chết đọa vào địa ngục trước, bị ngựa quân ngục ra băm chém, mổ xả thân thể, lại bị con chim mỏ sắc mổ môi hai mắt. Đời nay làm thầy bói phù thủy ông đồng, quốc thầy địa lý chôn cất mồ mà. Xem gia trạch đoan các hung, năm họ tiện lời. An long giận mạch trân ác suy hòa, để lừa đo dối kẻ ngu lấy tiền. Nói càng những điềm tốt xấu, các bọn người này sau khi chết đọa vào trong địa ngục thiết đồng. Có rất nhiều giống chim đậu trên mình kẻ đó, để mổ thịt ăn, rai rỉa gân xương chịu khổ vô cùng. Đời nay làm thầy thuốc lừa dối chữa bệnh người không lành để lấy tiền, sau khi chết đọa vào địa ngục châm chích. Toàn thân bị thiêu đốt, đời nay làm kẻ phá thạch quẩy chùa lường gạt chư tăng. Bất hiếu với cha mẹ, sau khi chết đọa vào địa ngục A Tỳ. Qua tam địa ngục lớn nhỏ, 136 sở, lâu một kiếp hai kiếp, cho đến năm kiếp nhiều hậu mới được ra. Nếu gặp bậc thiện tri thức giao qua phát tâm bồ đề, bằng không lấy đọa địa ngục nữa. Phật nói, làm thân người rất tha hồi thối nhớ bẩn đầy lòng vẫn tức khó gỡ bỏ. Kẻ đó trước làm giống lạc đà được tái sanh. Người hay đi đây đi đó ăn khỏe, không tranh nguy hiểm khó khăn. Kẻ đó trước làm giống ngựa được tái sanh, người hay sống pha đi nắng đi rét
tâm không ghi nhớ. Kẻ đó trước làm giống trâu được tái sanh, người tiện nói to hồm hồm, không biết thẹn hổ nhiều ái niệm. Không phân biệt phải trái, kẻ đó trước làm giống lừa được tái sinh. Người hay tham ăn thịt làm gì cũng sợ, kẻ đó trước là giống sư tử được tái sinh. Người thân cao lớn mắt tròn, tính hay lận tranh những nơi đầm rộng và ghét bỏ vợ con, kẻ đó trước là giống hổ được tái sinh. Người lông trên mình dài, mắt nhỏ không muốn ở yên một chỗ, kẻ đó trước là giống chim được tái sinh. Người có tinh phản phúc hay lại hay sát hại sâu trùng, kẻ đó trước là giống giá hộ mà tái sinh. Người có sức khỏe mạnh cường trang, ít dâm dục không yêu vợ con, kẻ đó trước làm giống cho sói mà tái sinh. Người không ham mặc áo đẹp, tính hay rình bắt kẻ gian phi, và ít ngủ đa sân nộ, kẻ đó trước làm giống chó mà tái sinh. Người hay dâm dục và hay nói, lại được nhiều người yêu, kẻ đó trước làm giống chim vẹt mà tái sinh. Người hay vui trong nhân chung, lời nói nhiều phiền phức, kẻ đó trước làm giống loài chim yên mà tái sinh. Người thể dốc bé nhỏ, ham dâm dục ý chẳng chuyên định, thấy sắc đẹp tâm sinh mê hoặc, kẻ đó trước làm loài chim sẻ mà tái sinh. Người mắt có sắc đỏ, răng ngắn, khi nói thì sùi bọt mép như xà bông, nằm thì cuốn mình lại, kẻ đó trước làm loài trăng răng được tái sinh. Người nói ra lời có tánh giận tức, không quan sát nguyên do ý nghĩa, miệng thở ra lửa độc, kẻ đó trước làm giống bỏ cạp rết mọt gỗ được tái sinh. Người hay ngồi một mình ăn, đêm ít ngủ, kẻ đó trước làm loài hồ được tái sinh. Kẻ hay đào tường khoét vách ăn trộm, tham của đầy lòng oán hận, không có tình thân sơ, kẻ đó trước làm loài chuột được tái sinh. Phật nói, kẻ phá hoại chùa tháp cất dấu của Tam Bảo, làm riêng của mình để ăn dùng, chết đọa vào địa ngục A Tỳ, từ địa ngục được thoát ra lại đọa làm thân súc sinh. Như chim bồ câu, chim sẻ, chim uyên ương, chim oanh dụ, chim thanh tước, cá dại khỉ dưỡng hữu nay, nếu được làm người phải đọa thân hoàng môn, hoặc con gái hay căng, không căng hay kẻ dâm nữ, làm người hay giận tức chết đọa làm loài rắn độc sư tử hổ báo, gấu bi mèo hồ chim ưng gà.
Nếu đức làm người hay nuôi gà lần, kẻ đồ nhi, kẻ săn bắn, kẻ chạy lưới, bắt cá và quân canh ngục làm người, gặp ngu si chẳng hiểu đạo lý, chết đọa làm loài voi, loài lợn, trâu dê, trâu nước, rẫn cháy rồi mũi kiên. Các thân hình nếu được làm người thì mù điếc câm ngầm, gụ công các căn không đủ. Không hay thụ giáo pháp làm người hay kiêu mạn, chết đọa làm loài bò trong đống phân, hoặc làm loài lừa chớ năng, loài chó, loài ngựa, nếu được sinh làm người phải đọa làm thân nô tỳ nghèo cùng ăn mày. Bị mọi người khinh rẻ, làm người nhân hình thế quan mà tham lấy của dân, chết đọa vào trong địa ngục nhục sơn, lúc đó có trăm ngàn muôn người lại cắt thịt mà ăn, đời nay chỉ muốn đứng trước người ta, chết đọa làm loài voi trăng. Chân thẳng không được nằm, đời nay phá trại ăn đêm, sau khi chết đọa làm loài quỷ đói. Trăm ngàn muôn năm không được uống ăn, lúc bước đi trên đầu phục ra lừa. Đời nay ham cởi trần ngồi, sau khi chết đọa làm loài trùng hàng giò. Đời nay hãy mang cắp đồ trai dư về, ăn uống chết đọa vào trong địa ngục nhiệt thiết. Sau khi sinh vào cõi nhân gian, mắc chứng bệnh yết hầu và chết non. Đời nay lễ Phật đầu chẳng sát đất, chết đọa vào địa ngục đảo quyền. Sau khi sinh vào cõi nhân gian, phần nhiều bị lừa dối, đời nay lễ Phật không chấp tay, sau khi chết sinh nơi biên địa. Làm nhiều thu hoạch ít, đời nay nghe tiếng chuông không ngồi dậy, sau khi chết đọa vào trong loài trăng. Thân to dài bị vi trùng môi rút ăn, đời nay chấp hai bàn tay dùng tài với nhau để lễ Phật. Chết đọa vào địa ngục phản phục, sáu sinh trong đạo người gặp nhiều việc ác, đời nay chấp tay và năm thế rạp xuống đất chí tâm lễ Phật, đời sau thường được sanh vào nhà tôn quý, thụ hưởng khoái lạc, người khỏe giận và buồn phiền, và là do đời trước có bệnh điên cuồng, người bị con người lệch về một bên, là do đời trước hay nhìn trộm phụ nữ. Người đời nay bên vợ mắng cha mẹ, sau khi chết đọa vào trong địa ngục trảm thiệt. Đời nay lấy nước đổ vào rượu rồi bán cho người ta, sau khi chết phải đọa làm loài trùng trong nước. Khi sinh cõi nhân gian, mắc chứng bệnh thùng và đoạn khí mà chết vậy. Phật lại bảo A Nan rằng, như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ, đều do nghiệp thập ác mà ra, thường là nhân duyên địa ngục,
trung là nhân duyên súc sanh, hạ là nhân duyên ngã quỷ. Tội sát sanh khiến chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sao được sanh làm người? Phải hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng y sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt vậy. Phật lại bảo A Nan rằng, như trên ta đã nói rất nhiều các sự đau khổ, đều do nghiệp thập ác mà ra, thường là nhân duyên địa ngục, trung là nhân duyên súc sinh, hạ là nhân duyên ngã quỷ. Tội sát sanh khiến chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sao được sinh làm người? Phải hai thứ quả báo, một là chết non, hai là nhiều bệnh. Tội trộm cắp cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là nghèo cùng, hai là chung của không được xài tự do. Tội tà dâm cũng khiến cho chúng sanh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là vợ không trinh lương, hai là hai vợ tranh nhau không theo ý mình. Tội nói dối cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là phần nhiều bị người phỉ báng, hai là thường bị người ta lừa gạt. Tội lưỡng thiệt cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sanh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là bị họ hàng phá hoại, hai là bị anh em họ hàng tệ ác. Tội ác khẩu cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là thường phải nghe tiếng ác, hai là có nói ra điều gì là tranh cãi kiện tụng. Tội ý ngữ cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh, sau khi sinh làm người.
phải hai thứ quả báo, một là nói phải chẳng ai tin, hai là lời nói không được rành rọt. Tội tham dục cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là tham tài không chán, hai là cầu nhiều không toại ý. Tội sân hận cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là thường bị người ta chỉ trích tội lỗi, hai là thường bị người ta làm não hài. Tội tà kiến cũng khiến cho chúng sinh đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sinh sau khi sinh làm người. Phải hai thứ quả báo, một là thường sinh vào nhà tà kiến, hai là tâm thường nịnh hót không được ngay thẳng. Các Phật tử nên biết, nghiệp thập ác như thế đều là mọi sự đau khổ, đều là mọi sự đau khổ chưa chất một nhân duyên lớn. Lúc bấy giờ trong đại chúng có người đã tạo nghiệp thập ác, nghe Phật nói khổ báo của địa ngục như thế, tự kêu khóc sợ hãi mà bạch Phật rằng: lại Đức Thế Tôn, đệ tử chúng con phải làm hạnh lành gì mà được thoát khỏi khổ ấy? Cuối xin Đức Thế Tôn chỉ bảo cho. Phật nói: các ngươi hãy giao hóa cho hết thải chúng sanh, chúng là nghiệp phúc. Thế nào là tu phúc? Nếu có chúng sanh nào đời nay là một người đại hóa chủ, đứng ra xây cất chùa tháp tịnh xá đời vị lai, được cái phúc làm quốc vương, thông linh vạn dân khắp nơi đều quy phục. Đời nay làm ấp vương trung chính, duy na luận chủ, đời sau sẽ được làm vương thần phụ tương. Châu quận đầu đủ tôn sang, đời nay khuyên quá nhiều người làm các việc công đức, đời vị lai sẽ được làm người trưởng giả giàu sang. Mọi người kính nể bốn đường khai thông, đời nay hay đốt đèn nôi sang, đời sau sinh vào cung trời nhật nguyệt quang minh tự chiếu soi. Đời nay ham làm việc bố thí và từ tâm, nuôi dưỡng sinh mạng đời sau, sinh nơi giàu có ăn mặc tự nhiên. Đời nay hay có người muốn món ăn uống, đời sau sinh chôn bếp trời tự đem lại sắc lực đầy đủ, thông minh lâu dài cho thức ăn loài súc sanh được bách bội bao. Cho thức ăn kẻ nhất xiển đề được ngàn bội bao, đa cúng dường thầy tỳ kheo trì giới được vạn bội bao, nếu cúng dường các vị pháp sư lưu thông đại thừa giảng tuyên tạng bí mật của Như Lai,
khiến cho đại chúng khai thông tâm mắt được vô lượng bao. Cúng dường Bồ Tát chư Phật thọ báo vô cùng, cúng ba bậc người quả báo vô tận. Một là chư Phật, hai là cha mẹ, ba là bệnh nhân. Một lần cúng món ăn mà được phúc báo vô lượng như thế, nếu hay thường thường cúng dường thì phúc mấy bao giờ cũng tấn được. Đời nay xôi nước tâm cho chúng tăng, đời sau sinh chôn áo mặc tự nhiên. Có mọi người kính nể, thân hình đoan chính mặt mắt tươi đẹp. Đời nay tán dương Phật và ham học tụng kinh Pháp. Sinh thân đời sau, tiếng nói hòa nhã, nhiễm màu ai nghe tiếng cũng vui mừng. Đời nay hay giữ giới, sinh thân đời sau đoan chính hoài nghi. Các bậc tối thắng trong ngoài, đời nay hay đào giếng hoặc để chùm, để thùng nước cho người qua lại dùng. Trồng cây bên đường cho người nghỉ mát, đời sau sinh xứ nào cũng làm nhân dương. Trăm mùi ăn uống nghĩ tới là có đưa lại. Đời nay hay viết chép kinh Pháp cho người đọc, đời sau sinh xứ nào miễn biển đa tài. Học Pháp gì nghe qua một lần đã thấu hiểu. Chư Phật Bồ Tát thường thường gia hộ là tôi thắng trong loài người. Và thường làm bất thưởng thu, đời nay bắt cầu hoặc chở thuyền cho người qua sông. Đời sau sinh xứ nào có đầy đủ bãi bao, mọi người khen kinh và chiêm ngưỡng đi lại ra vào được, người nâng đỡ. Phật bảo A Nan rằng, các chỗ trong kinh như ta nói, nhân quả khuyên chúng sinh đọc tụng tu hành, được qua khỏi khổ nạn. Nếu nghe kinh này sinh lòng phỉ báng, kẻ đó ngay đời hiện tại lưỡi sẽ bị rơi rụng. Khi đó A Nan bạch Phật rằng, lại Đức Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì và khuyên phát thế nào, cuối xin ngài chỉ giáo. Phật bảo A Nan rằng, kinh này tên là Thiện Ác Nhân Quả, cũng gọi là kinh Bồ Tát Phát Nguyện Tu Hành. Thọ trị như thế, Phật nói kinh xong, trong chung của tám vạn người trời, phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Và có trăm ngàn người con gái chuyển nữ thành nam, 1200 ác nhân bỏ y ác. Biết mạng trước mình vô lượng, người trời được vô sinh nhận. Thường được hưởng khoái lạc, vô lượng thính giả sinh các tịnh độ. Cùng được làm bạn với chư Phật Bồ Tát, hết thảy đại chúng về nhà làm phúc, hoan hỷ phụng hành. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát.
Nam Mô Đạo Tràng Thuyết Kinh Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm trí huệ thinh thinh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mấy trần. Lào lào một tánh thiên chân, bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Dẫn tâm ấy lặng trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quán Tự Tài. Khi tham thiền vô ngại đến trong, thấm vào trí tuệ mở thông xoay, thấy năm quận đều không có gì. Độ tất cả không chi khổ ách, trong thức tâm hiện cảnh sắc ra. Sắc không chung ở một nhà, không chẳng khác sắc, sắc nào khác không. Ấy sắc tương cũng đồng không tương, không tương y như tượng sắc kia. Thọ tưởng hành thức phân chia cũng lại như vậy, tổng về chân không. Tòa sắc tương nhân âm tạm đó, các pháp kia tướng nọ luôn trơn. Chẳng sanh chẳng dứt thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cỡ ấy nên cõi trên không giới, thể lão lão vô ngại thường chân. Vốn không ngủ quẩn âm thân, sao căn chẳng có sáu trần cũng không. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không. Tánh không sang suốt đại đồng vô minh, chẳng có mửa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già chết, huống chi là hết chết già sao. Từ đây cũng chẳng có nào, không chi là tri có nào đắc chi. Do vô sở đắc ly tất cả, nhân pháp kia đều xa nhị không. Vẫn lòng trí huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì, không quay ngại có chi khủng bố. Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên, tâm không rốt ráo chữ duyên. Niết bàn qua chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bát nhã, đau bồ đề chứng quả chánh nhân. Cho hay bát nhã là hơn, pháp môn tôi thắng cõi chân. Mau về thiệt thần chú linh tri đại lực, thiệt thần chú đúng bực
Quang minh ấy chu tối thượng hoài linh, ấy chu vô đẳng thinh thinh hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thức tỉnh lầm giác ngộ vô sư. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, An Lam thần chủ chân như thuyết rằng. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Yết đế, yết đế ba la, yết đế ba la tăng, yết đế bồ đề tát bà ha. Quy mãn lễ từ tôn ba cõi, thể làm tăng độ giới hữu tình. Chúng con nay kính bài trình, trải bao nhiêu kiếp chịu mình trầm luân. Bởi tham dục và sân si ấy, do vô minh dẫm khởi tưởng mơ. Lâm vào địa ngục tam đồ kết xoay, thân thuộc chắc bồ oan gian. Lòng chưa tin chưa nghe Phật pháp, mà thanh tăng và tri thức khó gần. Mẹ cha sư trưởng trọng ân, sanh thành dưỡng dục dạy rắn nên người. Ơn dưỡng dục con thì chưa đáp, mang ơn sâu thế phát quy y, từ bi thọ được thân nay. Thân tâm nhuần gội ân dày biết bao, nay xét lại hồi nào vô thì. Gốc tội dậy tự ấy tạo ra, trước ngôi đại giác ba tòa con nay rạch rũ sạch hết mà trần duyên. Cầu tâm địa hốt nhiên khai phát, được phước may gặp Phật pháp môn. Minh sư gặp được sớm hơn, khai thông trí huệ chứng hôn sạch liền. Con chỉ quyết tham thiền học đạo, dùng giới hạnh những bao sắc thân. Mai chiều công khoa rõ phân, thân tâm chuyên chú trầm luân dứt lìa. Đời sau ra những khi sanh lại, mỗi kiếp đều nguyện phải làm người. Hoặc làm tăng lữ mà thôi, diễn bài mở nói khắp nơi đại thừa. Trong khổ hải thuyền từ quyết chống, nguyện vớt lên hết giống hàm linh. Bao nhiêu các loại hữu tình, con nguyện đổ hết đồng sanh đồng về. Về lạc quốc cực kỳ sung sướng, chung bảo trì liên thượng quá sanh. Đến nơi bậc thối tựu thành Phật, ân đền đáp mới đành dạ con.
nguyện độ hết đến ngồi chánh giác, chung trí đồng chứng đắc hoàn toàn. Chúng sanh còn hải chan chan, nguyện con còn hải chưa hoàn, chưa xong. Nhớ lời Phật Tổ dạy rằng, đời người chớp nhoáng như lằn điện quang. Thân người giả hộp rồi tan, lâu sau bọt nước mơ màng chim bao. Nặng mang những nghiệp trần lao, lạnh quanh ba cõi lao sao sáu đường. Đã sanh trong cõi vô thường, thì ai thoát khỏi con đường tử sanh. Bầu trời lòng lòng cao xanh, xoay mưa trở nắng tan tành gió mây. Mênh mông đất nước trời dài, còn đâu bể thấm lung đầy chiều mai. Kể từ vô thị vị lai, đến đời mạt pháp là ngày nay đây. Biết bao tan tác ra thay, biết bao những năm mà loài mồ quan. Phật xưa trưởng sao mình vàng mãn viên, còn phải niết bàn bao thân. Tiên gia như Lý Đại Quân, đến ngày vô hóa hình thần cũng tan. Tam hoàng ngũ đế thanh nhân, nào ai giữ được sắc thân đời đời. Phật tiên hiền thanh vật người, non sông biên đổi đất trời tiêu tan. Than ôi cuộc thế ngỡ ngàng, não nùng chết khổ lỡ làng sống vui. Nếu ba hơi thở tắt rồi, mưa tuôn cỏ lộp đất vùi nắng phơi. Than ôi giấc mộng muôn đời, biết bao nhiêu khách đọa đài say vui. Hỡi giống ơi, hỡi hồn ơi, bao nhiêu nợ thế trả rồi thời thôi. Rửa lòng cho sạch trần ai, rời câu dục lạc miếng mồi lợi danh. Tranh xa cây cửa tự sanh, thoát nơi tham ai khỏi thành sân si. Bước vào trong cửa từ bi, nương theo chân Phật trở về liên bang. Khỏi đường sống chết xoay lăn, khỏi đường khổ thông khỏi thân tội tình. Liên bang là nước hóa sanh, có ao tam đức, có sen năm màu. Có vườn ngọc, có mành châu, có thành thất bảo, có lầu thất trân. Sáu thời thiên nhạc rền vang, màu sen chói loại mùi hương nực nồng. Tốt
thay thế giới dạng rồng bãi hàng bảo thọ chính trùng liên quan. Đạo sư là Phật Di Đà, mình vàng rực rỡ chói lòa hào quang, hằng ngày thuyết pháp rền vang tiếp người niệm Phật, dẫn đường thiện duyên. Hỡi ôi hồn có linh thiêng, phát tâm niệm Phật mà nguyện vãng sanh. Lạnh lòng Phật một nguyện lành, hoa sen rài đã nên danh tánh rồi. Căn lành lợi phúc dung bồi, nương thuyền lục độ mà hồi hương quang. Mãn duyên sen nở một tòa, rước hồn có Phật Di Đà phóng quang. Rước về đến cảnh lạc bang, sông lâu vô lượng dứt đàn. Tự sanh giấc giờ trong cảnh phong ba, canh gà vừa trôi tinh ra giấc nằm. Chợt nhìn Nam Bắc Tây Đông, ngẩn ngơ cuộc thế đau lòng thiết tha. Nguyện cùng Phật tử chúng ta, kết tình liên lạc thuận hòa với nhau. Muốn cho đoàn thể thanh cao, một lòng thù tạc trước sau trọn niềm. Thôi đừng đem giả kỷ hiềm, mà chớ phân giai cấp để tìm đường chân. Cũng đừng tin thiệt so hơn, giúp nhau tận lực trong cơn tai nạn. Như là tuần tự khổ tan, cũng là bệnh hoạn thuốc than nuôi dầm. Đó là như mở gông cùm, mà trên đời chưa có cái dầm nào hơn. Tùy theo phương tiện làm ơn, chẳng nên thay quá e lần mối tâm. Chẳng cần tiền chục bạc trăm, chỉ em dư giả đầu năm ba tiền. Nghèo thì công cán thái phiên, giúp nhau giữa lúc cảnh duyên âu sầu. Tu hành lấy đó làm đầu, muốn nên đường cả bước đầu từ đây. Dạo nghèo đừng dĩ đừng tay, tập lòng bình đẳng sớm chạy phải nên. Biết nhau đạo lý đừng quên, con đường chánh đại dần lên một lần. Công tâm một mực phải cần, đừng riêng tâm niệm kẻ gần người xa. Chỉ em tỷ ở trong nhà, nhìn nhau như một mẹ cha đó mà. Thương nhau như tâm ruột rà, buông lòng chấp nhất dung tha lỗi lầm.
đừng xen cây nét tư tâm, tránh đường tam độc để tầm cửa không. Quét lặng lòng sạch bụi hồng sắc, con ma nghiệp nuôi lòng từ bi. Hoài đầu tỉnh giấc vô tri, mới hay thế sự cái gì cũng sai. Lẽ thì nuôi sống qua ngày, của tiền thân thể đoái hoài làm chi. Biết rằng sanh ký tử quy, cây thân hưởng tạm thác thì phủi trơn. Bình sanh luôn tính thiệt hơn, mang danh rồi lợi quên cơn đọa đài. Tội căn có trả bởi vai, lòng thương tự nghĩ để xoay dần hoài. Từ đời vô thủy đến nay, tâm hồn mê lạc đắm say lỡ đời. Như con chết mẹ bơ vơ, lạc căn mất bổn thân thơ cõi trần. Cũng vì mê chấp căn thân, quên nơi bổn tánh lần lần tới nay. Không hay đây cảnh đọa đài, chim lầm cá chậu có ai biết là. Tưởng cho thông thả ta bà, nào hay bị khép dưới đà hỏa khanh. Luôn theo á lợi chàng danh, làm cho chìm nổi lân quanh sáu đường. Tháng ôi nhiều kiếp khôn lường, thay hình đổi xác trong trường tử sanh. Khiến nên vùi lấp căn lành, hết chìm rồi nổi đã đành lội bơi. Trong nhìn biển khổ chơi vơi, ngán ôi cây bước của đời trần hiu. Chừng nào tội nghiệp được tiêu, thấy trong cảnh vật lắm điều bi ai. Có chi gai sắc trai tài, đến ngày rồi cũng ra ngoài gò quan. Anh hùng tài trí khôn ngoan, vô thường đơn dắt khó gàng khó ngăn. Trăm cài lượt dắt lăng xăng, hết ba hơi thở cùng phăng xuống mồ. Áo quần thân thể điểm tô, khuất ba tấc đất thấy màu cỏ xanh. Lời khôn tin khéo dầu lăng, dứt rồi hơi thở chẳng thành là ai. Quyển thân giả dối không sai, tan điền thương hải mây ai xét cùng. Từ đây nghe trống đại hùng, trời nam in ỏi tiếng thùng dội vang. Chúng ta tình giấc mơ màng, thấy đường tỉnh độ rõ ràng bổn nguyên. Cùng nhau muôn trổ bóng duyên, mau gieo trai phước cho liền hôm nay. Dung bồi căn tánh tháng ngày, dưỡng lòng thanh tịnh dẹp loài vọng ma.
dốc lòng niệm Phật Di Đà pháp môn tịnh độ Thích Ca chỉ rành. Các loài muốn được giáng sanh, A Di Đà Phật niệm rành đừng sao. Người đời vô hạn thấp cao, bậc nào niệm Phật trước sau cũng thành. Miệng là cái giữ theo lành, lấp ngỡ miệng thế thả quanh tiếng phàm. Hỷ nộ ái ô đừng cam, chánh tà phải xét thánh phàm phân minh. Dư công lễ Phật tụng kinh, lập bàn thờ Phật kinh tinh mỗi nhà. Bằng không cứ niệm Di Đà, nằm ngồi đi đứng miệng là đừng phai. Ở bao nhiêu tội nghiệp từ ngày, hồi này cứ niệm Phật hoài phải tiêu. Lập công bồi đức ít nhiều, tùy theo phương tiện phải chiều sức nhau. Lòng thành ý tịnh một màu, A Di Đà Phật lao lao trong tâm. Pháp môn tịnh độ thầm thâm, tinh tâm phải liễu đừng lầm không nên. Liên đài cứu phẩm muôn lên, bao nhiêu Phật giải lòng bền thì xong. Đừng nghe nhiều phái nhiều tông, rày đây mai đó khó mong đến bờ. Nếu là còn bước sơ cơ, cứ nương thiện hữu trước lờ sao minh. Một đường chánh niệm thinh thinh, con ma nghiệp chương khó rình bên ta. Vậy công niệm Phật Di Đà, đến ngày rồi sẽ liên hoa hóa hình. Vậy thì lớn nhỏ bạn mình, đem thân cầu đảo mặt tình thị phi. Cùng nhau thủ phần tam quy, thế gian mặt kẻ chẳng bị nửa chi. Để mình nương bóng A Di, xuống thuyền đại nguyện kịp kỳ bản ta. Tu hành giữ đạo tại gia, uống ăn đạm bạc miệng qua tháng ngày. Che thân quần áo bề ngoài, miệng cho lành lẽ sơ xài cũng xong. Để mà cầu đáo ở trong, ngoài thân ngoài cánh đeo bồng lắm chi. Gác ngoài hai chữ thị phi, nhuộm tâm đạo đức cho y một màu. Xét trước rồi lại xem sao, lỡ nhau lầm lạc hồi nào thì thôi. Biết mình cái ác đã rồi, hễ là tùng thiện cứ bồi đạo tâm. Đạo tâm muốn giữ cho nhầm, giàu nghèo tự lẽ đừng tham leo chuyện. Yên tâm thủ phận tùy duyên, nhân nào qua nay tiền khiến tự mình. Phải cần tham học
cho minh, đừng vì nghèo khó bất bình không nên. Còn như giàu có bực trên, cũng đừng vì đó mà quên đạo hằng. Một lòng như sợi chỉ dân, tánh trong như nước thấu trăng rạng ngời. Thương nhau dìu dắt đừng rời, theo ra cho khỏi cửa đời thế gian. Sao rồi đến cảnh lạc ban, chị em lớn nhỏ bạn vàng đủ nhau. Nam mô Liên Trì hải hội Phật Bồ Tát. Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung Cửu Phẩm Liên Hoa Di Phụ Mẫu Hoa Khai Kiến Phật Ngộ Vô Sanh. Bất Thôi Bồ Tát Vì Bạn Lữ, nguyện dĩ thử công đức phổ cập mư nhất thiết, ngã đẳng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật Đạo. Từ quý y Phật đương nguyện chúng mà sanh, thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Từ quy y pháp đường nguyện chúng mà sanh, thâm nhập kinh tàng trí huệ như hải. Từ quý ơi tăng đương nguyện chúng sanh thông lý đại chung, nhất thiết